Và Thì sáng nay tôi có xem mới là tại những đoàn của Benny Trần ở trường ấy, thì nó à cũng tất cả nó tập trung cho là coi như là hôm trước thì ngày 2 tháng 9 mà hôm nay là ngày ngày 4 tháng 9, nhưng là trước mắt nó nói cái cuộc biểu tình đó thì tôi mới nói chỗ cháu A Quy này. Thì hồi nãy là tôi có theo dõi là trên cái diễn đàn này cháu có tham gia, dù là cháu bình luận là có nhớ Việt Nam có muối ăn đồ đồ đi lên núi mà. Nhưng chú trả lời cho A Quy là nói con là ăn muối là ngày xưa kia. Rồi thời kỳ là coi như là cái chế độ là coi như chị đề nghị con qua. Muối gạo không có ăn, gạo không có ăn chứ đừng nói muối. Anh Lê Đức Thanh chờ tí nha. Nhưng mà là người ta gạo không có ăn, người ta ăn ra rừng, người ta đến ta tháng Mỹ đó con. Đến tháng cái thằng đế quốc mà hiện nay cũng đang ở đó. Nếu con không tin nhớ là bất nói thì là con diện hộ ba má của con ấy. Thì cái ông khách nó ông nói vậy có đúng không? Chứ con đừng nói, chúng bây giờ là coi như thời điểm này thì người ta cá người ta gà vịt cá người ta không ăn chứ đừng nói là mà muối. Con nên hiểu điều đó. Đó là cái thứ nhất là coi như là bất nói với con cái. Cái thứ hai bất nói là coi như là chất độc mà do cơm. Bây giờ con muốn hiểu điều đó thì con ở bên qua hiện nay còn là dioxin kìa. Rồi con hãng nhìn những người dân của Việt Nam hiện nay có là coi như thời kỳ ở trên nhớ là đời thứ ba thứ tư rồi mà vẫn còn là ảnh hưởng kia. Đó là con nhà trước mắt con thấy nhưng mà con cố tình không hiểu con lên con phá đám vậy thôi chứ con theo bất nghĩ là coi như còn con nói lên diễn đàn là những đàn con nói là coi như là con giả đàn con nói cái chuyện là coi như là cái tiếng nói của con là coi như nó bập bẹ là kiểu chưa biết nói làm sao con nói với người khác Chưa nói chưa vậy thì ăn có ngán camera à đó à có rồi con có nói rồi có à còn là gì là nói sơ mấy cái ý dạy là coi như để con là có tầm nhận thức hiện nay đó. Vì ba cái ý mà con nói là coi như là mà bắt rút ra để rồi bắt trả lời với con như vậy. Còn à nói là coi như là nói chỗ bên trường sáng nay là coi như phát đi phát lại 2 lần. Tức là mấy bữa thì phát 1 lần, bữa nay phát 2 lần. Theo cái lời à nói của bên trường á, thì là coi như chỉ còn 8 ngày nữa là đến được biểu tình rồi. Cho nên buộc là coi như bên trường phải lên tiếng mạnh mẽ để là ấy bà con. Nhưng là coi như là qua cái diễn đàn này, tôi cũng nói cho bên trường là nếu có xem, hay là những người bạn của bên trường á xem thì truyền đạt lại nó nói âm thanh á, là ông nói như thế này người ta biểu tình á thì ông hãy nhìn lại là ngày 9 tháng 1 người ta tổ chức là có những là các cái trường đại học các trường học thanh niên học sinh sinh viên xuống đường đấu tranh cộng vô đó nhân dân dù là tây như là có như là 7.000 là coi như là thầy cô giáo à, người ta xuống đường biểu biểu tình quân đội Lê Dương rồi là các cái cảnh sát nha tổng nha cảnh sát rồi đàn áp vẫn không được người ta biểu tình là mới biểu tình dạy người ta mới giành giật lại cái đất nước còn bây giờ là cái con biểu tình mà ở đâu bên Mỹ đó tôi sáng nay tôi có nói không nên nói đối chất với ông nhiều nhưng mà sáng nay tôi theo dõi hai cái diễn đàn của ông tôi thấy hoàn toàn vô lý. Tôi không phải là người làm chính trị, tôi không phải là lãnh đạo, tôi không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng tôi là người dân. Tôi thấy những lời lẽ của ông là coi như nó đúng đấy, và ngoài anh bị đứng rồi. Anh Trung Vũ gửi 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 ok anh Trung Vũ ok thì bạn nào bạn anh làm sao bị rớt rồi anh Nguyễn Thanh bị rớt rồi hôm qua thức đêm xem vào mấy diễn đàn xem đâu anh chưa anh Trung còn đây không anh Trung.